Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì tất cả chúng tôi đang có mặt tại trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát và thực hiện MV mang tên là Ngôi Trường Ấy, viết về Cao Bá Quát. Thì rất mong tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho MV này. Chúng tôi đang đóng cái cảnh quay cuối cùng để thực hiện nốt MV. Và thực sự thì cho đến bây giờ tất cả anh em đều rất là thuận, thế nhưng mà vẫn nán lại tại ngôi trường này để cùng nhau quay làm sao có những cảnh quay tốt nhất và đẹp nhất cho tất cả mọi người cùng xem cái MV này. Và quan trọng là tất cả những người khi xem cái MV thì mọi người, đặc biệt là những bạn đã học, đang học hay sẽ học tại Cao Bá Quát, thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ video hay là like video. Thực ra cũng không để làm gì cả, để cho tất cả những người mà chúng tôi có cái động lực, có sự vui vẻ, thoải mái khi được xem những cái lượt chia sẻ của tất cả mọi người. Vâng, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video. Và tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm chôn anh, bao buồn vui của thời học sinh.